第201天 ngày hai trăm linh một hãy nghe và nhắc lại cái nói nhưng quá nhiều rồi 可是太多了.可是, 可是太多了。bây giờ, hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. hóa ra. lái đã là bạn bè. 既然是朋友. rất thơm. 很香. xem tình hình đi. 看情况吧。Long now。什么时候？共你一起去。Không cần cố đi ôn lại từ mới và bài khóa cái gì cả。 不用刻意去复习生词和课文什么的。你有桑，我明白。呼吸急，改天见。神 m ỏ 真 c 累脚。 rất thích hợp đấy. Mán khứa sử đó. Không rõ lắm. Bố Lần đầu tiên đến không quen đường. Tỷ lái sứ Đi thang máy lên trên. 坐电梯上去。特别特别喜欢。